À vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một chiếc đầu DVD tích hợp ổ cứng của hãng Panasonic. Chiếc này có tên mã là DMR-XVW 300. Các bác hẳn là đã thấy em đã từng lên cái model XVW 100. Và đây là một chiếc nó ở tầm cao hơn. Cái model XVW 300 này được khá nhiều trang review của phương Tây dành rất nhiều lời khen ngợi. Trước khi đi soi ruột gan và xem xét mọi thành phần có liên quan, thì em xin mời các bác chúng ta ngó qua về thông số. Trong buổi chiều sớm ngày hôm nay, thì có một anh khách có cái đuôi số điện thoại là 6009. Có gọi điện cho em và có hỏi em là hiện tại là có những cái model nào. Anh này thì cũng đã từng mua hụt của em vài lần rồi. Em báo là em sẽ chuẩn bị cho cái model này lên sóng. Và anh cũng có ý muốn lấy. Em tạm thời nhận cái cú chốt của anh. Và em sẽ dành cho anh cái quyền ưu tiên trước. Anh được phép lựa chọn trước, nếu không ưng thì em mới có quyền bán cho người khác. Chúng ta sẽ đi đến phần thông số kỹ thuật. Panasonic DMR-XVW 300 sản xuất năm 2007 là đầu DVD tích hợp. Đây là một trong những cái model tầm trung đạt 4 trên 5 sao theo đánh giá của các chuyên gia châu Âu. Có nghĩa là một cái chiếc gọi là hảo hạng thì nó sẽ đạt 5 sao. Còn chiếc này thì được chúng nó đánh giá ở mức 4 sao. Dòng này thì nó cũng giống như tất cả những cái đầu DVD tích hợp ổ cứng khác của hãng Panasonic, đó là nó cho phép ghi đĩa DVD từ ổ cứng HDD và ngược lại, đồng thời cho phép ghi vào ổ cứng HDD. Chiếc này được sở hữu một cái ổ cứng lên đến 500 GB, cho phép ghi vào ổ cứng HDD từ đường lay in bên ngoài. Cổng xuất HDMI đạt độ phân giải Full HD 1080i. Hình ảnh của chiếc này rất đẹp và rất sắc nét. Khoản này bọn phương Tây nó dành rất nhiều lời khen ngợi. Con chip DA bên phần video là chip 12 bit ở 148 MHz. Và con chip DA bên phần audio là chip 24 bit ở 192 kHz. Âm thanh xuất ra đường quang rất hay. Tất nhiên là có giải mã ngược rồi. Còn giải mã ngược là như thế nào thì các bác chịu khó tìm hiểu. Em đã nói rất kỹ rồi. Ở trên video này em sẽ không nhắc lại nữa. Về kích thước, nó rộng 43 cm, cao 5,9, có nghĩa là thuộc diện siêu mỏng, và sâu 31,3 cm, nặng 4,6 kg. Công suất tiêu thụ nguồn là 40W điện áp sử dụng 100V, made in ở đâu chưa rõ. Các bác cứ cho là China đi cho nó nhẹ lòng. Dòng Panasonic ở cái đuôi XVW này nó cho một cái độ ổn định rất cao. Đồng thời là cái ổ cứng của cái đầu này là cái dòng ổ ATA rất bền bỉ. Nếu mà nói về ổ cứng thì chúng ta sẽ đi vào một cái những cái cuộc tranh luận sẽ không bao giờ có hồi kết. Có những người nói là ổ cứng SATA bền và tốt hơn ổ ổ cứng cổ ATA. Có thể nó đúng ở trong cái trường hợp mà những cái ổ ATA đó khi lắp ở trên những cây máy tính để bàn. Các bác phải hiểu như thế này. Cái máy tính để bàn thì toàn bộ cái dữ liệu của hệ điều hành nó nằm ở trong ổ cứng. Cái tốc độ truy xuất dữ liệu vừa đọc vừa ghi
của cái ổ cứng là rất quan trọng. Hay nói cách khác là cái ổ cứng trang bị ở trên những cây máy tính hoặc những cái laptop, nếu như cái ổ đó mà dừng không hoạt động thì coi như là cái cây máy tính cũng gọi là bỏ đi. Đối với cái dòng đầu đĩa thì khác, nó sẽ chứa cái dữ liệu boot của hệ điều hành, tức là cái dữ liệu bootloader ở trong ổ cứng. Thế thì mỗi một lần khởi động lên thì vi xử lý nó sẽ lấy dữ liệu boot ở trong ổ cứng để phục vụ cho cái vấn đề khởi động. Cái dữ liệu boot đó không phải là dữ liệu của hệ điều hành, đó là một. Cái thứ hai là như thế này, đối với một cái đầu DVD ổ cứng, không phải lúc nào ổ cứng nó cũng chạy. Trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng đĩa DVD thì ổ cứng nó sẽ dừng, không phải lúc nào nó cũng quay. Do vậy với những cái ổ ATA đời cổ thì nó tỏ ra là ưu việt hơn rất nhiều so với những cái dòng ổ SATA đời mới hiện nay. Đấy là trên cái lĩnh vực của đầu đĩa. Còn cây máy tính thì chúng ta không thể áp dụng cái lý thuyết của cây máy tính vào đây được. Hai thứ nó với cái nguyên lý nó khác nhau. Chúng ta sẽ soi về thiết kế. Chiếc XVDUP 300 này nó có một cái thiết kế đặc trưng của dòng XVDUP. Với một cái cốp lật ở bên góc bên phải, khi lật ra chúng ta thấy khe cắm thẻ đi cạc để xem truyền hình trả phí. Chỗ này có những cái phím cơ bản nhất như là play stop, nút ghi, nút chuyển đổi kênh sóng, bắt truyền hình, khe cắm thẻ SD, và đây là cổng DV, cổng kết nối với máy quay video chất lượng cao để ghi vào ổ cứng. Nằm ở vị trí trung tâm chính là logo của hãng và tên model DMR XVDUP 300. Góc bên tay phải, bên tay trái là nút tắt mở nguồn, và bên tay phải là nút eject ra đĩa. Đây là một cái thiết kế rất đặc trưng của dòng XVDUP. Chiếc này hàng bãi về thì mặt mũi có khá nhiều vết chảy. Khá nhiều vết chảy đấy ạ. Nhưng mà vì nó có màu đen nên những cái vết chảy đó nó cũng ẩn bớt đi, nó không quá lộ liễu như những cái con mà mặt nó màu ghi sáng. Tóm lại, mặt này có chảy và sẽ không làm hài lòng những ông khách khó tính, những ông thích chơi theo kiểu chơi trưng, những ông thích chơi theo kiểu là sợ hàng xóm nó chê, thì chiếc này khả năng cái mặt không đạt yêu cầu của các ông ấy. Và đây cũng là một trong những cái dòng đầu đĩa đầu tiên của Panasonic sản xuất năm 2007, hỗ trợ định dạng video MPEG-4 hay còn gọi là video MP4. Ngoài ra thì nó đọc tốt đĩa AVC Rec và AVC HD, cổng xuất HDMI. Với một cái công nghệ âm thanh, đó là Dolby Digital 5.1 Creator. Đây là cái công nghệ rất quan trọng. Nó có khả năng tương thích rất cao với những con âm ly đa kênh. Và cổng xuất quang là cổng DTS 2.0. Dòng nào mà cứ được áp dụng cái công nghệ DTS 2.0 thì tiếng xuất ra ở đường quang là rất hay. Giờ chúng ta đi soi ruột gan của chiếc này. Mặt mũi có thể có chảy xước nhưng ruột gan nó là đẹp, không chê được đâu. Nằm ở góc bên tay trái chính là cái ổ DVD thần thánh, một trong những cái ổ mang lại thành công lớn nhất của Panasonic trong lĩnh vực sản xuất đầu DVD tích hợp ổ cứng. Dòng ổ này có lẽ là cứ mỗi một lần em tháo một cái đầu DVD ổ cứng của Panasonic ra, nhìn thấy cái ổ này
thì gần như em không cần phải test đâu các bác ạ. 99% là nó sống, không bao giờ chết. Một dòng ổ vô cùng ưu việt của Panasonic cho cả cái vấn đề đọc đĩa và ghi đĩa. Nó hoàn toàn không kén đĩa, bất kể đĩa CD chép nào cho vào đọc lãng hết. Mà em cũng không hiểu tại làm sao các hãng khác như là Sony, Toshiba, Sharp, Pioneer lại không sử dụng cái dòng ổ này cho những sản phẩm của mình. Cũng có thể là do những cái sĩ diện của từng hãng. Ở bên góc bên tay phải chính là ổ cứng, dòng ổ ATA cổ 40 chân, ổ của hãng Hitachi. Nó được sản xuất vào năm 2007 tại Thái Lan. Ổ này có tốc độ 7.200 vòng một phút. Khi chúng ta sử dụng đĩa DVD hoặc đĩa CD thì khoảng 1 đến 2 phút sau, cái ổ cứng nó sẽ dừng, không quay nữa. Đó là một cái điểm hết sức là ưu việt của cái dòng đầu Panasonic các bác ạ. Như những hãng như là Toshiba hoặc là Sony ấy, chúng ta cho chạy đĩa DVD hoặc đĩa CD thì ổ cứng vẫn chạy bình thường. Đó, nó chạy duy trì ở chế độ chờ. Chính vì nó chạy toàn thời gian nên những cái dòng như là Sony hoặc là Sharp, cái tỷ lệ hư hỏng ổ cứng là rất cao. Còn riêng Panasonic, tất cả những con đầu Panasonic mà em nhìn thấy sử dụng ổ ATA 40 chân này thì em yên tâm, cái ổ này khó lòng mà chết được, rất bền. Không phải là như mấy cái cây máy tính để bàn các bác cứ khởi động lên bắt buộc ổ phải chạy, chạy từ đầu đến cuối. Riêng những cái dòng đầu đĩa này, nhất là những con Panasonic, khi chúng ta không sử dụng tính năng ổ cứng mà chỉ sử dụng chạy CD hoặc DVD, ổ cứng nó sẽ dừng. Đó là điểm tuyệt hay của Panasonic. Đây là main xử lý trung tâm, main còn rất đẹp, với con chip vi xử lý được nằm quay mặt xuống phía dưới, tận dụng chính cái tấm đáy để làm tản nhiệt. Đây là một cái cách setup vô cùng thông minh. Ở trên này chúng ta chỉ nhìn thấy con chip xuất HDMI và một vài con chip khác. Tất cả những con quan trọng đều nằm xuống phía dưới, tận dụng chính cái tấm đáy để làm tản nhiệt. Ở đây chúng ta nhìn thấy hai cái hộp để thu sóng truyền hình vệ tinh. Không khó để nhận thấy những cái hộp này được sản xuất tại Nhật Bản. Đây là cái main xuất quang ra, cũng như là tiếp nhận những cái đường bông sen và xuất ra những cái đường bông sen. Đây là main nguồn. Ngay phía sau bộ nguồn chính là cái quạt tản nhiệt. Một bộ nguồn hết sức là mẫu mực của Panasonic, với hai cuộn lọc nhiễu ký sinh đầu vào, đảm bảo cho nguồn đầu vào sạch sẽ nhất có thể. Nói chung là khi chúng ta nhìn vào cái chiếc XVDUC 300 này là chúng ta nhận thấy ngay những bóng dáng của những cái con thuộc dòng XVDUC. Cấu hình nó sẽ được gia tăng hơn những cái con ví dụ như là XVDUC 100 một chút. Đó là về ổ cứng, đó là chip bên phần vi xử lý. Còn cách bố trí bo mạch và mọi thứ chúng ta thấy nó có sự tương đồng. Tất nhiên là khi bán những cái đầu kiểu như thế này ra, em bắt buộc phải có remote, bởi vì mọi tinh hoa của cái đầu đĩa này nằm ở trên cái remote. Em cũng hiểu tại làm sao có nhiều thằng bán những cái dòng đầu DVD hoặc Blu-ray tích hợp ổ cứng, bán cho người ta mà lại không có remote. Thực ra những kẻ bán hàng như vậy là không có tâm đâu các bác ạ. Dù có thèm tiền đến mấy, nếu không có remote thì đừng bán. Chừng nào tìm được remote hãng bán. Chúng ta sẽ soi một chút về phía sau. Đây là hai cái cọc đấu vào để xem truyền hình mặt đất.
Nó có tổng cộng hai đường lay in đầu vào đánh số L1, L2. Với mỗi một đường lay in bao gồm một đường hình vào và hai đường tiếng vào, phục vụ cho cái vấn đề ghi những cái chương trình vào ổ cứng. Hàng rắc bên dưới chính là đường layout bao gồm một đường hình dạng rắc vuông sen ra và hai đường tiếng ra. Đây là đường xuất bông sen chuyên biệt dành riêng cho những con ôm ly không có đường quang. Đây là đường xuất cổng D. Và đây cũng là một cái ngõ DV, dạng ngõ kết nối với hình ảnh chất lượng cao. Ở cái ngõ này chúng ta nếu như có cái cáp tương thích, chúng ta có thể ghi những cái chương trình vào ổ cứng với cái độ phân giải cao nhất là Full HD. Còn khi chúng ta sử dụng đường bông sen để ghi vào ổ cứng thì độ phân giải cao nhất mà nó cho phép là 720i. Đây là ngõ xuất quang ra. Đường này thì hay miễn bản. Và đây là thông tin phía sau. Panasonic DMR XVDUB300 DVD Recorder, có nghĩa là cho phép ghi đĩa. Công suất tiêu thụ nguồn 40W, điện áp sử dụng 100V, tần số điện lưới từ 50 đến 60Hz. Đây là cái đường để cắm điện thoại bàn. Khoản này về Việt Nam không hữu dụng. Bốn cọc này đấu vào để xem truyền hình vệ tinh. Đây là đường mạng LAN Internet. Khoản này thì nó cũng không hữu dụng lắm đâu. Lời khuyên của em tốt nhất đừng có cắm, bởi vì em cũng không có dám chắc chắn là đời chủ trước nó ngứa tay nó khóa cái đầu này lại là tịt cửa đấy ạ. Tốt nhất cái đường LAN và điệp này đừng có cắm cái gì vào đây. Đây là ngõ HDMI xuất ra video và cả âm thanh nữa. Video đạt độ phân giải Full HD 1080i. Đây là phía sau cái quạt tản nhiệt. Chiếc đầu này sử dụng dây nguồn rời với cái số seri có đuôi là 4761, sản xuất năm 2007. Như vậy là chúng ta đã soi xong đằng trước, đằng sau, ruột gan của chiếc XVDUB300. Để khẳng định cho độ mới của thiết bị, em sẽ lật đít lên cho các bác nhìn. Đó, các bác thấy chưa? Đít sáng ngời. Đít của Ngọc Trinh chứ chắc đã đẹp bằng đâu. Đây là nắp lưng. Tất cả những cái con đầu đĩa hàng bãi thì những cái vấn đề chảy xước ở trên cái nắp lưng này nó trở thành mặc định rồi. Những cái vỏ này thì nó sơn đen thì vấn đề sơn lại nó quá đơn giản. Phía sau đẹp leng keng, không hề có dấu hiệu bị hoen gì. Đêm nay em sẽ có video test đàng hoàng, mong các bác chú ý theo dõi. Và trong quá trình test em sẽ làm vắn tắt thôi, bởi vì chiếc này nó có một cái giao diện giống hệt những con như là XVDUB100 hoặc là XP11, XP10, một loạt những cái con Panasonic mà em đã từng cho lên. Chính vì thế em sẽ làm ngắn gọn thôi. Nói tóm lại, để chơi được những dòng này đòi hỏi người chơi phải có kiến thức. Chứ còn bây giờ kiến thức bằng không mà chơi dòng này là rất khó. Bởi vì ngoài những cái yếu tố như là giới thiệu về những cái liên quan đến thông số kỹ thuật và những cái bản test cơ bản nhất, thì em sẽ không có thêm bất cứ một cái hướng dẫn kỹ thuật nào nữa. Người mua phải tự nghiền ngẫm, tự nghiên cứu. Sẽ rất khó, bởi vì ngày hôm nay em lên cái model Panasonic, ngày mai thì có thể là em sẽ lên một chiếc của hãng khác. Em không phải là thiên tài để nhớ được tất cả những thứ dữ liệu liên quan đến những cái dòng đầu đĩa có cái cấu hình khá là phức tạp như thế này. Vâng, hẹn gặp lại các bác ở đoạn sau video.
Bây giờ anh em chúng ta sẽ bước vào những bản test trên chiếc Panasonic XVDUX 300. Ở cái video test này em sẽ làm vắn tắt thôi. Bác nào mà đang có ý muốn lấy chiếc này, cố gắng tìm ở trên kênh của em cái model XVDUX 100 cũng như là những cái model như là XP10, XP11. Xem kỹ những cái video đó để tham khảo, bởi vì giao diện của Panasonic là giống nhau. Em đã rút điện cái đầu này ra rồi và bây giờ em sẽ đi cắm lại để các bác dễ tưởng tượng cái quá trình chuẩn bị cho khởi động, đến lúc khởi động lên nó hết chừng bao nhiêu phút. Có một cái điểm tiên quyết để đủ khả năng sử dụng những cái dòng đầu DVD hoặc Blu-ray tích hợp ổ cứng, đó là người dùng bắt buộc phải thông thạo ứng dụng Google Dịch và sử dụng chính cái ứng dụng đó làm cái công cụ chuyển ngữ, dịch những cái hàng chữ tiếng Nhật hiện ở trên màn hình ra tiếng Việt, bám sát vào bản dịch đó để làm sao cài đặt cái đầu của mình cho theo đúng ý mà mình mong muốn. Còn những bác tay mơ quá không biết Google Dịch là cái gì, em khuyên không nên chơi dòng này. Cái dòng đầu này em đã nói đến rất nhiều lần rồi. Ngoài Bắc người ta hay có câu là xanh chín. Ở miền Nam người ta có câu là 50-50. Chơi dòng đầu này chúng ta phải chấp nhận hên xui. Bởi vì sao? Bởi vì riêng cái ổ cứng em sẽ không bảo hành đâu ạ. Mà một khi ổ cứng nó mà đai thì cái đầu sẽ khó lòng mà khởi động lên được. Khoản này em đã nói đến rất nhiều lần rồi. Những bác mà ưa cầu toàn thì nên tránh xa cái dòng đầu đĩa này ra. Vâng, khi mới cắm điện vào thì như kinh điển Panasonic nó sẽ có dòng chữ Please Wait chạy qua màn hình. Nó bảo với chúng ta là hãy chờ. Trong cái khoảng thời gian chờ đợi nó chuẩn bị cho vấn đề khởi động, xin mời các bác chúng ta vòng ra phía sau để xem qua về các kết nối. Các bác có thể thấy là em đang cắm cái điện thoại vào cái ngõ lai 1 này, để một lát nữa em sẽ ghi thử vào ổ cứng. Bác nào mua cái đầu này nếu như muốn ghi cả hình thì cắm thêm cả ngõ hình nữa nha. Lưu ý này, cái nguồn phát để đưa vào cái đầu đĩa này phục vụ cho quá trình ghi phải là những cái nguồn phát có hệ màu NTSC nếu như bác muốn ghi cả video. Còn khi chúng ta ghi hệ pan vào đây, khi phát lại nó sẽ không có màu đâu ạ. Đường quang optical out em đang đưa xuống cái âm ly nằm phía dưới, và đường xuất HDMI em đang đưa lên cái màn hình kiểm tra nằm ngay phía trên. Trình tự thì vẫn như mọi bận thôi, không có gì khác cả. Vâng, cái quá trình chuẩn bị cho khởi động đã xong. Ở trên màn hình của đầu đĩa nó có cái đồng hồ báo 3 số 0 đang nháy. Và khi nó hiện như thế này thì chúng ta có thể ấn nút power được rồi. Còn một khi vẫn có cái dòng chữ please away chạy qua màn hình, chúng ta sẽ không thể ấn nút power được đâu ạ. Khi ấn power sẽ có dòng chữ hello hiện lên. Quá trình này sẽ rất nhanh. Nó báo cho chúng ta biết là chúng ta đang sử dụng kết nối HDMI. Khi cái dòng chữ HDMI này nó tắt đi, hiện lên chữ L1, có nghĩa là nó đang thông cái đường ngõ vào line 1. Ở trên cái remote này để chuyển đổi các chế độ ngõ vào line 1, line 2 thì chúng ta ấn vào cái nút có chữ TV AV này nha. Một cái điều hết sức là may mắn
ở trên cái modem này là nó cho phép chúng ta dễ dàng chuyển đổi các chế độ ngõ vào, chứ không khó khăn như là hai cái modem XP10 và XP11 mà em đã phải vật vã dùng đến cả thủ thuật mới chuyển được. Còn đối với cái chiếc này chuyển vô cùng đơn giản. Bây giờ em sẽ cho vào đây một cái đĩa CD chép, một cái đĩa đại diện cho tất cả những cái đĩa CD hiện có trên thị trường. Đối với cái dòng cơ này thì nói thật với các bác là cứ làm demo để cho bác nào mua cảm thấy yên tâm thôi. Chứ riêng cái cơ đĩa này chỉ nói được mỗi một từ thôi, nó rất tuyệt vời. Đang trong quá trình loát đĩa. Vâng, đã tìm thấy đĩa rồi đấy ạ. Và nó sẽ auto play, tự động bật lên cái trình phát media. Vài cái bài review của bọn châu Âu nói về cái modem XVDUB300 này, mà cái phiên bản mà dành cho thị trường châu Âu thì người Nhật đã cắt bớt về khoản cấu hình rồi đấy các bác ạ. Đây là một chiếc sử dụng trong nội địa Nhật Bản thì được sở hữu cái ổ cứng 500GB, còn cái phiên bản xuất sang thị trường châu Âu và Mỹ thì ổ cứng đã bị cắt xuống còn 250GB thôi. Thế mà lũ Tây Lông nó cũng đã dành ra rất nhiều lời khen ngợi. Nó nói chất lượng âm thanh của cái đầu đĩa này nó tiệm cận với những cái dòng DVD thuộc phân khúc high-end của hãng này. Bây giờ em sẽ cho vào đây một cái đĩa DVD, dòng đĩa chép lậu của Trung Quốc, hay còn gọi là đĩa DVD-R. Có nghĩa là gì? Đây là dòng đĩa cho chép một lần. Còn đĩa DVD-RVDUB thì cho phép ghi và xóa nhiều lần. Một cái đĩa này nó sẽ đại diện cho tất cả những cái đĩa DVD còn lại. Đang quá trình tìm đĩa các bác ạ. Nó hiện chữ read có nghĩa là đang đọc. Thường thì đĩa lậu thì nó tìm sẽ lâu hơn một chút. Vâng, đã tìm thấy đĩa rồi đấy ạ.
Trước khi lên sóng thì những cái con đầu đĩa như thế này em thường test đĩa khá là kỹ. Đêm qua em đã cho chạy đến hai lượt cái đĩa này, ở hai lượt đĩa CD. Bây giờ thì anh em chúng ta sẽ bước đến cái phần test tiếp theo, đó là test những cái thứ ở trong ổ cứng. Khi ở trong ổ DVD không có đĩa, ngay lập tức cái đầu nó sẽ tự nhảy về cái trạng thái sử dụng ổ cứng HDD. Để kiểm tra những cái file mà hiện tại đang có ở trong ổ cứng thì cái trình tự nó cũng giống hệt như những cái con Panasonic mà em đã từng cho lên. Đó là chúng ta ấn vào nút pick ở trên remote. Nó sẽ hiện lên tất cả những cái file mà hiện tại đang có ở trong ổ cứng. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái file này. Dù đời có lắm nỗi buồn thì buồn ơi xin đừng đến, đừng buồn lên đôi mắt. Lần xuân đẹp thương như áo mới em mặc chào mùa xuân. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến khoản xóa file. Vẫn ở trên cái trình mà ấn nút pick này. Đó, các bác thấy tiếng đang xuất ra ở đường HDMI chưa? Âm ly em đã vặn về min. Cái loa con của cái màn hình kiểm tra này nó đang hát. Như vậy là những bác đang có ý muốn mua cái mô đen này cảm thấy yên tâm chưa? Tiếng không những xuất ra ở đường quang mà còn xuất ra đường HDMI bình thường. Ví dụ chúng ta muốn xóa cái file này, chúng ta muốn xóa cái file có chữ L1 mà đêm hôm qua em ghi thử thì làm như thế nào? Công việc vô cùng đơn giản. Ở trên remote có cái nút LR đối diện với cái nút pick. Chúng ta ấn vào. Ngay lập tức nó sẽ hiện lên một cái menu phụ. Nó hỏi là ông có muốn xóa cái file này hay không? Bên này là không đồng ý, bên này là đồng ý. Chúng ta sử dụng cái cụm phím 4 chiều và nút OK. Chuyển sang chữ đồng ý và ấn OK. Chưa đến một giây sau, cái file đã xóa xong xuôi. Các bác thấy chưa? Cực kỳ nhanh. Để thoát ra khỏi cái trình này, ấn nút Exit. Và bây giờ anh em chúng ta sẽ chuẩn bị ghi thử một đoạn vào ổ cứng. Muốn ghi thì ấn cái nút em tô màu đỏ toàn phần này. Khi nào không muốn ghi thì ấn nút stop. Trước khi ghi vào ổ cứng, chúng ta phải đảm bảo là đầu đĩa đã được chuyển về đúng cái chức năng sử dụng ổ cứng HDD. Trước khi ghi, chúng ta cần quan tâm đến cái chất lượng của bản ghi. Cái nút đối diện với nút rec màu đỏ chính là nút lựa chọn các chất lượng của bản ghi. Chúng ta ấn vào đây, nó sẽ hiện lên một cái bảng tham số. Nó cũng giống hệt những cái con mà em từng cho lên thôi. Các bác để ý chọn ở định dạng XP nhé. Đây là cái định dạng cao nhất khi cho phép ghi từ đường line-in bên ngoài. Nếu ghi video thì nó sẽ cho phép ghi đến độ phân giải HD 720i. Nguồn phát để chuẩn bị cho quá trình ghi thì vẫn là cái điện thoại mọi ngày. Volume em sẽ để ở một mức. Em sẽ ghi demo một đoạn ngắn thôi ạ. Mức 40. Mức 40.
Bây giờ chúng ta sẽ bước vào bản ghi thử. Nút dừng ghi rồi đấy ạ. Chúng ta ghi demo một đoạn ngắn vậy thôi. Bây giờ để cho khách quan thì em sẽ vòng ra phía sau, rút cái điện thoại này ra. Có nhiều ông bán tín bán nghi, cho rằng chắc gì nó đã ghi được, nhạc vẫn phát từ cái điện thoại qua. Như vậy là không có cái gì liên quan vào cái đầu đĩa của chúng ta nữa, ngoài hai cái cổng xuất, cổng xuất optical đưa xuống cái âm ly và cổng xuất HDMI đưa lên cái màn hình kiểm tra. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra cái bản mà chúng ta vừa mới ghi bằng cách ấn nút pick ở trên remote và ấn OK là hát. Thấy chưa, em ghi đến đúng đoạn này thì em ấn nút dừng. Các bác chắc chắn là biết cái chất lượng của bản ghi và bản gốc là tương đương. Ở phần cuối video dù sao em cũng cố gắng nói thêm một cái mục này nữa, không thì bác nào mua cái chiếc này mò tìm về cái model XVDUB 100 nó sẽ hơi lâu. Giờ chúng ta sẽ nói đến cái nút số 4 thần thánh ở trên cái remote này. Em vặn bé volume đi đã. Em sẽ thao tác để cho các bác hiểu nút số 4 là nút gì. Em sẽ cho vào đây một cái đĩa CD. Sẽ có nhiều bác là đang mong muốn một cái điều là muốn ghi toàn bộ cái đĩa CD của mình vào ổ cứng thì làm thế nào? Công việc rất đơn giản thôi. Em sẽ hướng dẫn ngay sau đây. Vâng, đây là một cái đĩa CD và nó đang đọc. Để em cho volume xuống đã. Muốn ghi toàn bộ cái đĩa CD này vào trong ổ cứng thì làm thế nào? Công việc đơn giản, các bác ấn vào nút số 4 ở trên remote. Nó hỏi ngay ở trên màn hình,
là ông có muốn ghi toàn bộ cái đĩa này vào ổ cứng HDD hay không. Bên này là đồng ý và tiến hành, bên này là hủy bỏ nhé. Nếu như ngay bây giờ các bác ấn cái nút OK này thì cái đầu nó sẽ tiến hành sao lưu check toàn bộ cái đĩa CD này vào trong ổ cứng. Thường thì nó sẽ check với cái tốc độ 1x hoặc là 1,5x, còn tùy theo cái đĩa các bác ạ. Chúng ta cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi nó check xong, bây giờ chúng ta không muốn ghi thì chúng ta ấn cái nút sang bên phải này và ấn OK để thoát cái bảng này ra. Sau khi ghi xong một cái đĩa CD vào trong ổ cứng thì các bác tiếp tục quay trở lại tìm cái video em up về cái chiếc XVNUC100. Em đã nói khá rõ về cái phím số 1, số 2, số 3 nhé. Tìm file CD mà chúng ta vừa mới ghi bằng cái tổ hợp phím này. Trên cái video nói về cái chiếc XVNUC100 em đã làm khá dài và cực kỳ chi tiết. Ngày hôm nay em chỉ nói về cái số 4, cái nút số 4 vậy thôi, để các bác dễ tưởng tượng. Đối với cái model XVNUC300, chắc chắn là về level là nó cao hơn chiếc XVNUC100 một bậc rồi. Điều đấy không phải bàn cãi. Như vậy là anh em chúng ta đã hoàn thành xong những cái bản test cơ bản trên chiếc XVNUC300. Và em cũng mong bác trai có cái số điện thoại 6, có cái đuôi là 6009 vào xem video. Nếu ưng thì gọi lại cho em để tiến hành chốt cụ thể. Mọi thông tin chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em để ở chú thích video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.